Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gói Miền Tây của mình. Bữa nay là mình làm món gỏi cuốn thịt khìa theo kiểu của người miền Tây đó các bạn. Món này thường hay làm cho những ngày đám tiệc đó các bạn. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Trước tiên là mình chuẩn bị đây là 600g thịt, thịt đùi hay thịt ba gọi gì cũng được nha các bạn. Phần này là da heo hết các bạn. Da heo tươi đó mình luộc rồi mình sắc nhuyễn ra nè. Cái này là 200g da heo ha, tùy theo các bạn thích ăn da nhiều hay ít ha. Còn có phần này là không thiếu đậu phộng ha. Đậu phộng là hồi mình trộn chung với gỏi đó. Nhiều người thì làm thính nhưng mà mình không thích thính thì mình làm đậu phộng ha, mình làm theo kiểu của người miền Tây nha, mình làm trộn đậu phộng. Còn cái phần này là nước mắm lần hồi mình nêm nếm lần mình bỏ vô thịt khìa đó. 2 tép tỏi, nửa muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường. Rồi cái phần để cuốn bì đó thì đây là mình chuẩn bị rau nè. Cái này là xà lách, rau thơm, vài cọng hẹ, vài cọng gáo cá. Các bạn thích mà cuốn rau gì cũng được ha, nếu mà các bạn thích cuốn rau thơm với rau xà lách không cũng được ha. Mà gỏi cuốn thì mình cuốn lộn xộn rau nó trộn vô nó ngon lắm đó các bạn. Cái này là bánh tráng, mình cuốn loại bánh tráng này nè ha. Các bạn cuốn loại bánh tráng nào cũng vẫn được nha. Bánh tráng tròn hả, cũng vuông gì cũng vẫn được, thích bánh tráng nào thì cuốn bánh tráng nấy nha. Rồi mình cuốn bánh tráng này. Rồi bắt đầu mình đi ướp gia vị là mình khìa thịt nha các bạn. Bây giờ mình ướp tỏi ha. Bột ngọt, đường, nước mắm luôn nha. Mình trộn lên cho nó đều. Trộn cho nó đều lên rồi mình đi chiên nha. Chiên thịt đó, mình khìa thịt đó. Rồi đây mình trộn đây cho nó đều, mình để khoảng 10 phút nha. Cho nó ngấm gia vị là mình đi khìa nha các bạn. Bắt chảo cho nó nóng lên rồi mình bỏ thịt vô mình khìa nha các bạn. Nè bây giờ mình bỏ thịt vô mình khìa nè. Mình ướp khoảng 10 phút ha, nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn ướp lâu hơn chút nữa ha, lặn cho thịt mình nó ngấm gia vị á. Thịt khìa thì các bạn làm mà thịt ba gọi hay là thịt đùi gì giống vậy cũng được ha. Mình làm thịt đùi thì nó có thịt nhiều ăn nó không ngán, mà ý thích của mỗi người ha. Mình chiên cho nó vàng, thịt vàng ha các bạn. Rồi bắt đầu mình chiên cho nó vàng rồi mình quay lại cho các bạn xem ha. Nãy giờ mình chiên được 1 phút rồi thịt mình đã vàng đi đây nè các bạn. Mình chiên thịt khìa thì mình cũng chiên lửa vừa thôi nha các bạn, đừng có chiên lửa lớn quá nó bị khét ha. Mình chiên lửa vừa vừa ăn cho nó thấm gia vị rồi nó vàng từ từ ha. Mình chiên lửa to quá thì nó bị khét, mà nó chưa có chín thịt nó bị khét đó. Rồi tiếp tục mình chiên cho nó vàng luôn nha. Thịt nãy giờ mình khìa xong rồi nè các bạn, bây giờ nó đã vàng hết rồi nè, nó chín nó vàng hết rồi. Bây giờ mình sắc ra nha. Thịt mình sắc nhỏ nhỏ gì đây là được rồi ha các bạn. Gần hồi mình sắc sợi lại nè, bây giờ mình sắc sợi lại gì đây là được nè. Đó, sắc sợi gì đây là hồi mình trộn với rau đó các bạn. Sắc nhuyễn nhuyễn ra gì đây nè, thành những sợi nhỏ nhỏ gì đây là được rồi nè. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình sắc cho hết cục thịt này nha. Thịt khìa mình đã sắc xong, bây giờ mình bắt lên chảo mình xào lại nha các bạn, mình nêm nếm lại ha. Hồi nãy mình chỉ nêm nếm là cho thịt khìa nó vừa ăn à, bây giờ mình sắc ra mình xào lại lần hồi mình trộn với rau cho nó vừa ăn ha. Mình lấy cái chảo thịt khìa nãy nè, mình đổ vô mình xào sơ lại thôi nha các bạn. Mình cho vô một miếng tỏi sấy nữa nha. Cái phần da heo mình cũng bỏ vô chung vô mình xào với thịt luôn nha các bạn. Rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn ha. Mình làm bỏ vô thêm một muỗng đường nữa nha. Nước mắm mình cũng đổ vô thêm một muỗng nữa nha. Mình chỉ xào cho nó nóng lại cho nó tan đường với mà nó thấm nước mắm là được nha. Không cần xào lâu ha. Rồi cái phần xào gì đây là được rồi đó các bạn. Mình chỉ xào sơ lại cho nó thấm gia vị thôi. Rồi mình nhắc xuống mình đổ vô cái thau bự bự lặn mình trộn nha. Bây giờ mình trộn đậu phộng vô luôn nha các bạn. Cái phần thịt gì đây là đã xong rồi ha. Bây giờ mình cắt rau bỏ vô đây mình trộn luôn nha. Nếu mà các bạn thích mà
cuốn rau riêng, thịt mình gấp lên riêng cũng vẫn được ha. Còn mình thì trộn rau vô, lộn xộn vô thịt luôn, lận mình cuốn lần một luôn nha. Mình cắt rau ra nè, cắt ra cho nó nhuyễn nhuyễn gì đây nè các bạn. Rồi cái salad nè, mình rau với thịt mình trộn chung vô luôn ha. Mình làm công thức gỏi cuốn này theo kiểu đám tiệc của người miền Tây đó các bạn. Cái này hẹ với rau thơm cũng cắt nhuyễn luôn nha các bạn. Rau mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Rau thơm, cải xà lách, hẹ, rau diếp cá mình đã cắt xong, mình trộn lên cho nó đều ha. Mình trộn lên cho nó đều là bắt đầu mình đi cuốn bánh tráng được rồi đó. Phần rau với thịt đã xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy bánh tráng rồi mình cuốn nha. Nè mình chuẩn bị bánh tráng sẵn rồi nè. Bánh tráng này mình chỉ thấm một tí nước lên là được ha, không cần thấm nước nhiều ha. Bánh tráng này nó cũng đã mềm nè, mình thấm một lớp mỏng thôi, thấm một lớp mỏng nước là được ha. Rồi bắt đầu mình gấp thịt với rau qua mình cuốn nha các bạn. Rồi cuốn thì mình cuốn cho nó siết vô, cho nó sát tay, chặt tay gì đây nè. Các bạn tùy theo ý thích cuốn mà gỏi bự, cuốn bự hay cuốn nhỏ ha, mà mình siết cho nó chắc tay là được ha. Đó, các bạn thấy ngon không? Mình siết cho nó chắc gì đây nè. Nè các bạn, mình cuốn gì đây nè các bạn, cho nó siết chặt gì đây ha. Mình cuốn cũng không đẹp lắm, nhưng các bạn nào khéo tay thì các bạn cuốn đẹp hơn mình ha. Mà mình cuốn cái gỏi thì sao cho nó siết chặt đó, là lúc khi mình cắt ra nó chặt rất là ngon, nó không có bung rau á. Cuốn gì đây là được rồi nè các bạn. Rồi bắt đầu mình cuốn hết gỏi luôn nha các bạn. Hai đầu này nó cũng phải dư rau với thịt ra thì mình lấy ra bỏ. Lấy ra bỏ trong cái thau. Nè, hai cái đầu này nó lúc nào nó cũng phải dư rau, dư đồ ra. Mình cuốn cái gỏi cuốn gì đây là được rồi nha các bạn. Mình siết cho nó chắc á. Rồi bắt đầu mình cuốn hết cái thau gỏi này luôn nha. Gỏi cuốn nãy giờ mình cuốn xong rồi nè các bạn. Được bao nhiêu cuốn đây nè. Bây giờ mình bó là một bó, mình cắt ra mình để một dĩa nha. Bây giờ mình sắp qua đây ha. Mình cắt một bó tròn nha các bạn. Cái này mình bó mình cắt hình tròn nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn muốn cắt sắp hình tam giác, các bạn sắp hình tam giác cắt ha. Còn này mình cắt kiểu hình tròn. Hình tròn hay hoặc hình tam giác gì, nếu mà các bạn sắp hình nào thì cắt hình đó ha. Bó bằng bánh tráng nè các bạn, mình cắt kìa cho nó dễ. Bó là bằng bánh tráng vậy nha. Cho nó tròn cái mình cắt ha. Rồi nào bắt đầu mình bó gì đây là được rồi nè các bạn. Mình cắt lần bao nhiêu cuốn đây là được rồi ha. Mình bó bằng bánh tráng hay mình bó bằng bọc cũng vẫn được ha. Cái nào các bạn thấy dễ cắt thì các bạn làm ha. Mình bó lại gì mình cắt thì mình cắt cái đầu này là bỏ nè các bạn. Tại cái đầu này là rau nó đưa ra ra đó. Khi đám tiệc á mà cắt gỏi cuốn là mấy đứa nít á nó hay chờ cắt cái đầu này nè. Bỏ lần nữa. Lần nó ăn đó các bạn. Này cái đầu này ăn ngon lắm nè. Đó thấy chưa nè, nó tươi tải hết trơn nè. Cái đầu này mình cắt lại thấy nó ngon không, cắt lại cho nó bằng á. Rồi bắt đầu mình cắt khúc ha, mình chia ra mấy khúc, một khúc, hai khúc, ba khúc ha. Rồi mình chia ra ngang mình cắt nha. Các bạn thấy ngon không? Cái này mình chỉ có 10 cuốn à. Nếu mà các bạn cuốn tròn được 10-15 cuốn thì hoặc như đó cho nó tròn tròn bự. Cái này mình làm cắt ở nhà ăn thì chỉ làm nhỏ vậy đây thôi, còn như đám tiệc thì làm cái cuốn hơi bự hơn cho nó sắp trên cái dừa cái dĩa. Ở phần này mình cũng cắt bỏ một miếng ở ngoài này nè cho nó dễ. Cái này rau nè mình cuốn, lúc mình cuốn nó đưa ra đó. Món gỏi cuốn của mình đến đây là hoàn thành rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn có xem video của mình, nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.